Xin chào quý vị và các bạn, thật vui khi chúng ta được gặp nhau để cùng dự đoán về những mẫu xe mới tại thị trường Việt Nam. Ngày 31 tháng 10 tới, Honda Việt Nam sẽ giới thiệu ra thị trường hai mẫu xe mới, nhưng tính tới thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ thông tin rò rỉ nào về hai mẫu xe máy mới này từ phía Honda Việt Nam. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily liệt kê và dự đoán những mẫu xe có khả năng cao sẽ được giới thiệu tại sự kiện diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới tại Đà Nẵng. Ứng cử viên sáng giá đầu tiên có lẽ là mẫu xe nhỏ độc lạ này. Honda Monkey phiên bản sản xuất chính thức được ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, phiên bản concept từng được trưng bày tại Vietnam Motorcycle Show 2017 diễn ra ở Sài Gòn. Hiện tại, Monkey 2018 cũng đã có mặt tại Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân, đi kèm với giá bán gần 120 triệu đồng. Một số điểm đặc biệt trên thiết kế của Honda Monkey 2018 bao gồm đèn pha LED, thiết kế nhỏ nhắn dựa trên MX125, mâm xe trước và sau chung kích thước 12 inch. Kích thước lốp trước 120-80 và lốp sau 130-80, lốp là loại lốp không xăm, phuộc trước upside down, phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, động cơ trên xe được trang bị loại 125cc. Trong tháng 8 vừa qua, thì Yamaha Exciter 150cc đã có phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Vậy nên việc tung ra Honda Winner 150cc bản nâng cấp sẽ là câu trả lời thích đáng tại thời điểm này, khi mẫu xe này được giới thiệu lần đầu tiên từ năm 2016 và kể từ đó đến nay, Winner 150cc vẫn chưa có bất kỳ một lần nâng cấp nào ngoài sự thay đổi về màu sắc kèm tem trang trí. Phiên bản 150cc của Honda Airblade cũng sẽ là ứng cử viên sáng giá khi Yamaha đưa NVX về bán tại Việt Nam với cả hai phiên bản 125cc và 150cc. Mẫu xe Airblade của Honda này đã luôn là cái tên được người tiêu dùng nhắc đến khi tìm hiểu một mẫu xe tay ga tầm trung. Nhưng khi Yamaha NVX được đưa về thì phần nào đó doanh số của Honda Airblade cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nếu như muốn tiếp tục khẳng định vị thế và chỗ đứng của mình trong phân khúc thì việc bổ sung thêm phiên bản được trang bị động cơ 150cc cũng sẽ là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn của Honda Việt Nam. Honda Super Cup, một cái tên khi nhắc tới chắc hẳn các bạn đều nhớ tới ngay một mẫu xe 50cc huyền thoại một thời phải không? Nhưng vào đầu hồi tháng 11 năm ngoái, tại Eshima thì Super Cup C125 hoàn toàn mới đã được ra mắt. Về mặt thiết kế, Honda đã lấy cảm hứng từ dòng xe Cup huyền thoại, những xe sở hữu phong cách hiện đại hơn, đặc biệt là những công nghệ tiên tiến hàng đầu của Honda. Thực tế thì Super Cup C125 2018 đã có mặt ở Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân với giá bán 100 triệu đồng. Một mức giá mà chắc hẳn các bạn nghe thấy cũng thấy đắt hơn cả SH150i ABS thần thánh. Super Cup C125 sở hữu một số điểm nổi bật như công nghệ phanh ABS, đèn pha LED cùng động cơ 125cc và xe sở hữu chìa khóa thông minh Smart Key. Ngay sau mẫu xe mang tính lịch sử Honda Cup thì mời các bạn quay lại với mẫu xe số quen thuộc Way RSX. Đây cũng sẽ là một trong những ứng cử viên khi đã khá lâu rồi mẫu xe số hầm hố RSX của Honda không được cải tiến cũng như nâng cấp nhằm hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Way RSX là một sản phẩm chiến lược trong phân khúc xe số trong tầm giá hơn 20 triệu đồng tại thị trường Việt Nam của Honda. Mẫu xe cuối cùng mà Auto Daily muốn nhắc tới chính là Honda SH1, là một mẫu xe được người dùng ưa chuộng. Vậy nên, đây cũng là mẫu xe có doanh số tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2017 vừa qua. Nhưng kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2013 đến nay, thì thiết kế tổng thể của xe gần như không thay đổi. Lần cải tiến đáng chú ý nhất diễn ra vào năm ngoái, khi phiên bản cao cấp nhất được trang bị chìa khóa thông minh và thêm nhiều màu sắc để lựa chọn. Vậy là các bạn đã cùng Auto Daily liệt kê những ứng cử viên có thể nói là khá nổi của Honda. Các bạn đã lựa chọn cho mình hai ứng cử viên sáng giá nào chưa? Hãy comment ngay phía dưới video này. Và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin liên tục về xe tại thị trường Việt Nam.